Chào các bạn, đây là mẫu bulldog bơm đang được bán ở bên cửa hàng mình hiện tại. Đây, mẫu bulldog này thì cũng dạng dòng mẫu cao cấp. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn cái combo của cái mẫu này. Thì hiện tại thì mua dòng bulldog này thì mình sẽ được tặng một cái túi và một cái ba lô gốc để đựng đựng nón và được bảo hành 12 tháng chính hãng. Ngoài ra thì đặc biệt của cái mẫu nón này là mình tặng kèm thêm một cái khóa dây khóa nón này thì mình có thể khóa cái nón này lại vô chiếc xe của mình để nó an toàn hơn. Thì cái mật khẩu thì mình có hướng giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, mình sẽ mở ra như thế này. Phần dưới nón thì nó sẽ được thiết kế có một cái nơi để khóa là chỗ này. Mình cứ lòn việc lòn cái này vào đây. Khóa lại thôi. Mình sẽ khóa vào cái bất cứ cái thanh sắt nào trên xe thì nó sẽ an toàn hơn. Đây. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã coi cái